Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt, 71 tuổi, chú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sau 43 năm trốn truy nã về tội giết người, cướp tài sản theo hồ sơ vụ án, tháng 4 năm 1981, Phan Thanh Việt cùng đồng bọn 4 người bàn bạc lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên ra nước ngoài. Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, Phan Thanh Việt đưa tất cả đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình, nay là hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Tại đây, Việt cùng đồng bọn thực hiện hành vi man dợ khi giết cả 6 người và cướp tài sản. Các đối tượng chia nhau tài sản và cùng trốn chạy. Thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghĩa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 3 đối tượng, truy nã hai đối tượng còn lại. Sau khi các đối tượng được đưa ra xét xử, tòa tuyên hai án tử hình, một án trung thân. Trong hai bị can bị truy nã, một người bị bắn chết do chống trả quyết liệt khi lực lượng công an truy bắt, còn Phan Thanh Việt trốn truy nã cho đến nay đã 43 năm. Đầu năm 2024, các trinh sát cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định được nơi lẩn trốn của Phan Thanh Việt tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Một tổ công tác đã được cử đến tỉnh Cà Mau và bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này. Ngay sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, bị can Phan Thanh Việt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, kết thúc 43 năm lẩn trốn hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đang di lý bị can phan thanh việt về quảng ngãi để điều tra làm rõ